Đố các bạn ở trong đây là cái gì nè? Hôm nay á, thì Heo sẽ review bốn cái màu son rất là hot cho cuối năm nay của hãng Burberry. Bây giờ chúng mình cùng nghiên cứu coi các màu son này sẽ như thế nào nha. Heo sẽ thử màu đầu tiên. Cái màu này đó, nó có tên là, không thấy được, bởi vì cái màu nó màu silver ở phía trên top nè, các bạn coi nè, cũng rất là khó đọc luôn. Cái màu đó tên là Bright Plum, màu số 49. Bây giờ trước tiên á, thì Heo sẽ dùng cái miếng giấy này để Heo lên cái môi ha. Ta-ta, đây là bốn màu son đây. Heo rất là thích cái kiểu dáng của cái hộp này luôn. Các bạn thấy không? Nó có cái mấy mấy cái hình này, mấy cái shape này nè, là nó biểu tượng của hãng Burberry ha. Bây giờ mình sẽ thử cái màu đầu tiên lúc nãy Heo nói là màu số 49. Thì trước tiên á, trước lúc mà mình thử đó thì cái môi mình sẽ sạch trước, rồi sau đó Heo sẽ dùng cái phấn nén này. Heo sẽ tháp lên trên cái môi trước để nó lên cái màu môi cho đúng á. Coi thử coi cái màu Bright Plum này nó như thế nào. Let's Wow, cái màu này nhìn cũng hay quá ha. Nó hơi màu tím tím. Thì bây giờ Heo sẽ thử tiếp tục cái màu thứ hai cho các bạn. Heo sẽ trở lại. Heo sẽ không có muốn các bạn thấy lúc chủ cái này thấy ghê quá. Thấy không? Heo sẽ trở lại ha. Rồi bây giờ sẽ là cái mẫu thứ hai và Heo sẽ thử. Nó có số là số 97, tên của nó là Plum Pink. Cái màu này đó thì nó cũng hồng hồng mà nó cũng nhạt nhạt chút xíu hơn cái màu lúc lúc đầu tiên ha. Thì cái chất son á, nó mềm mịn và nó có độ bóng tự nhiên luôn. Đây, cái màu này cũng thích hợp để mình mặc những cái áo thun vải trơn đó, như là màu pink hay là màu trắng cũng được. Rồi, Heo sẽ thử màu số 3. Và màu tiếp theo Heo sẽ thử, nó có tên là màu Violet, màu số 45 ha. Nó gần giống như là màu màu đầu tiên vậy á, nhưng mà nó sáng hơn một chút xíu thôi.
cái chất son nó rất là mềm và rất là mịn luôn á. Rồi Heo sẽ thử cái màu cuối cùng nha. Vậy Heo sẽ lau chùi cái này đi. Mình sẽ thử cái màu cuối cùng. Cái màu này nó có tên là Change Green, màu số 77 ha. Các bạn coi nè, cái dầu cọ nè, nó rất là mềm luôn. Đây là cái màu son số 77 ha. Actually cái màu cam này Heo thích nè. Cái màu này nó nhẹ nhẹ thôi, nó không có cam giống như ở trong cái màu ở trong đây. Các bạn nhìn thấy là nó giống như là đỏ cam vậy, thấy không? Nhưng mà khi mình đánh lên á, nó rất là cam nhẹ luôn. Cái màu này là Heo thích nhất trong cái màu son này. Đây là bốn bạn sao mà Heo thích đây. Hốt là các bạn sẽ thích video về thử các màu son này của Heo nha. Sắp tới thì Heo sẽ thử các mẫu son của MAC nè, hay Dior, hay là của Lancôme gì cái nọ đó. Heo thì cũng có rất khá là nhiều những màu son các hiệu khác nhau đó, tại vì cũng thích đánh son lắm, cũng tương đối là nghiện son đó, thành ra là nhưng mà thường thường thì Heo dùng những cái màu son lì thôi, Heo không có phải là fan của những cái son như màu bóng nhiều, glossy glossy ít như vậy thì ok nè, còn nhiều quá thì thôi nhìn nó giống như mình ăn dính dầu mỡ gì đó, sợ lắm. Ok bye, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Heo nha.